Con xin kính chào cộng đoàn. Chúng ta có ít phút để chia sẻ về giáo lý cộng đồng. Chúng ta vẫn đang ở trong phần phụng vụ các bí tích và cách riêng là bí tích rửa tội. Những câu hỏi hôm nay liên quan đến bí tích rửa tội là: nghi thức chính yếu của bí tích rửa tội là gì? Thưa, đó là việc vừa đổ nước và vừa đọc công thức của giáo hội. Vậy, việc đổ nước ấy khi vừa đổ và vừa đọc, lời đọc ấy như thế nào? Giáo hội đòi buộc phải đọc đúng, không được thêm bớt. Tôi rửa cho con, hay rửa cho anh, rửa cho chị, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nếu không đọc đúng công thức này, bí tích mặc nhiên vô hiệu. Đó là quy định chữ đỏ của giáo hội. Ngoài ra, trong khi cử hành bí tích rửa tội, còn có một số gọi là nghi thức diễn nghĩa. Ví dụ như việc mặc áo trắng hoặc là trao nến sáng phục sinh. Mỗi ý nghĩa này đều có một ý nghĩa riêng. Ngoài ra, trong bí tích rửa tội còn có việc sức dầu, và qua việc sức dầu ấy chúng ta nhắc lại biến cố Đức Kitô được Thiên Chúa Cha rửa và sức dầu tấn phong, và đó cũng chính là một trong những yếu tố đòi hỏi của bí tích rửa tội. Ai có thể lãnh nhận bí tích rửa tội? Thưa, tất cả mọi người chưa lãnh nhận bí tích rửa tội đều có thể lãnh nhận bí tích này. Tại sao giáo hội rửa tội cho các em bé? Thưa, bởi vì các em được sinh ra trong tội nguyên tổ. Nếu nói một cách chung nhất, con người dù bất kỳ ai khi sinh ra trong cõi đời này đều mắc tội nguyên tổ, hay liên đới với Adam và Eva là nguyên tổ của loài người. Do đó, tội ấy các thế hệ gọi là sau đều vướng mắc tội này. Do đó, cần và đòi hỏi có sự được rửa tội nguyên tổ ngay từ khi lọt lòng mẹ. Hội Thánh đòi hỏi gì nơi những người sắp lãnh nhận bí tích rửa tội? Hai điều kiện, nhắc lại điều kiện lần trước. Điều kiện đầu tiên là buộc người lãnh nhận bí tích rửa tội phải tin vào Đức Kitô. Điều thứ hai, đối với em nhỏ thì việc tuyên xưng đức tin là do chính cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng cho các em. Còn những người trưởng thành thì bắt buộc chính bản thân họ phải tuyên xưng niềm tin ấy. Tức là trong khi cử hành bí tích rửa tội, chính môi miệng của người ấy phải đọc rõ lời tuyên xưng đức tin. Ai có thể ban bí tích rửa tội? Thông thường là hàng giáo sĩ, tức là phó tế, linh mục và giám mục. Trong trường hợp bất thường thì bất kỳ ai gọi là Kitô hữu đều có thể ban bí tích rửa tội cho người muốn lãnh nhận. Thông thường trong trường hợp đặc biệt ấy là trường hợp nguy tử. Chúng ta có thể dùng loại nước nào để ban bí tích rửa tội? Nói một cách tổng quát, đó là nước tự nhiên. Nhưng trong cử hành bí tích rửa tội cách thông thường thì nước rửa tội phải là nước được làm phép, nước tự nhiên và phải được làm phép. Còn trong trường hợp cấp thiết hay là cấp kỳ thì có thể dùng những loại nước tự nhiên, ví dụ nước lã, nước mưa, nước giếng, nước sông, suối, ao hồ, nước biển, vân vân, thì có thể được dùng để cử hành bí tích rửa tội. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Con về đây, xin Chúa thương tha.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một sự biến đổi hình dạng của Đức Kitô trước mặt ba môn đệ, và đó cũng chính là hình ảnh của những người được Thiên Chúa cứu độ trong nước của Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta vốn đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã được thanh tẩy trong chính sự phục sinh của Đức Kitô, thì xin cho cuộc đời của chúng ta trên đường lữ hành trần gian này cũng luôn xứng đáng để cuối con đường ấy chúng ta được tham dự vào trong chính vương quốc và được biến đổi lên sáng láng như chính Đức Kitô. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thô nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Abraham: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Thank you.
Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Lời Chúa phán qua là ngày tháng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàng. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Tâm hồn chúng tôi đời trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Xin đổ tình thương xuống chúng con. Lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ. Vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện.
chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Một hôm, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như tuyết. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đây là một trong những trình thuật hiếm hoi mà cả bốn tin mừng đều nói tới. Tuy mỗi tin mừng trình bày khác nhau, nhưng hình chung của nội dung trong những tường thuật này cho chúng ta thấy một sự thay đổi hình dạng của Đức Kitô, và sự biến đổi ấy như là một điều để cho những ai tin vào Đức Kitô có một niềm hy vọng chắc chắn hay là vững bền rằng những ai tin vào Ngài, tức là Đức Kitô, thì cũng sẽ trở nên sáng láng và trở nên tuyệt vời như trong chính Đức Kitô ở nơi vương quốc của Ngài. Tuy nhiên, trong tâm tình của mùa chay, tại sao giáo hội lại cho chúng ta chiêm ngắm lại đoạn văn này? Thứ nhất, nội dung chính hay ý nghĩa chính của mùa chay mời gọi chúng ta hãy sám hối và hãy ăn năn để hoán cải cuộc đời của mình. Hoán cải như thế nào? Hoán cải để trở nên xứng đáng hơn với ơn gọi làm con cái Chúa và xứng đáng hơn để lãnh nhận ơn cứu độ
và chỉ qua ơn cứu độ của Đức Kitô, con người mới có được sự sống vĩnh cửu, và chính trong sự sống vĩnh cửu ấy, con người mới trở nên sáng láng như chính Đức Kitô tỏ bày cho ba môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Điểm thứ hai, cho chúng ta thấy hai khuôn mặt trong Cựu Ước, Môsê và Elia. Tại sao lại xuất hiện hai nhân vật này? Cho chúng ta thấy giao ước mà Thiên Chúa ký kết, Ngài vẫn trung tín cho đến cùng. Và giao ước ấy đã được thiết lập ngay trong Cựu Ước, mà người đại diện để đón nhận giao ước ấy không ai khác chính là Môsê. Và một lần nữa, hình ảnh này được lập lại hay nhắc lại giao ước thời Môsê hay là thời Cựu Ước. Môsê đã lên núi cao để đón nhận thập điều từ Đức Chúa, để rồi xuống trao cho toàn dân dưới chân núi. Hình ảnh ấy tiếp tục được các ngôn sứ, mà đại diện ở đây chính là Elia, vị ngôn sứ vĩ đại trong số các vị ngôn sứ, để nhắc lại, luôn luôn nhắc lại và gợi nhớ lại cho dân. Thiên Chúa, Ngài luôn trung tín và mời gọi dân Ngài phải trung tín với giao ước ấy. Một lần nữa chúng ta thấy hình ảnh của Đức Kitô biến đổi. Ngài biến đổi không phải là để thay thế một cái cũ với một cái khác, nhưng Ngài kiện toàn cái cũ để cho nó trở nên hoàn thiện và tuyệt hảo. Và đó chính là giao ước nơi chính Đức Kitô. Ngài kiện toàn giao ước cũ để cho giao ước ấy hoàn thiện nơi chính Ngài. Và những ai đi vào trong cuộc sống của chính Đức Kitô, người đó sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh được tiếp tục nhắc lại sau ngay phần trình thuật chúng ta nghe. Khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu không cho các môn đệ, ở đây cụ thể là ba môn đệ, nói về cuộc biến hình này. Và cũng trên chặng đường từ trên núi xuống, các ông đang tranh cãi với nhau rằng ai sẽ là người ở trong nước trời hay vương quốc của Đức Kitô, ai là vị trí cao, ai vị trí thấp, ai là người xứng đáng, ai là người không xứng đáng. Và câu kết mà Đức Kitô nói với Phêrô trong chính những gì mà Phêrô cản trên con đường lên Jerusalem của Đức Kitô, Đức Giêsu lần thứ hai Ngài không kiêng nể, Ngài của trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, bởi vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy nhắc lại cho chúng ta khi Môsê lên trên núi để đón nhận thập điều, một lần nữa ngay tại chân núi, khi dân chúng tuyên thệ với Đức Chúa rằng sẽ trung thành với những điều mà Thiên Chúa truyền, thì chẳng kéo dài được bao lâu, dân quay ra tung hô con bò vàng, một sự phản bội ngay tức thì lời giao ước ấy. Và một lần nữa, khi Đức Giêsu nói với Phêrô, cũng là đại diện cho các tông đồ, cũng như những điều mà các tông đồ đang tranh cãi, Đức Giêsu muốn nói gì với chúng ta ngày hôm nay, hay ít nhất tin mừng muốn nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Từ hình ảnh Cựu Ước, một sự phản bội ngay tức thời sau lời thề hứa, thì cũng vậy, các tông đồ cũng đang tranh cãi với nhau để tìm kiếm vị trí cao, vị trí thấp, những thứ thuộc trần gian. Chúng ta không nằm ngoài những suy nghĩ này, và chúng ta cũng không ngừng tìm kiếm những vị trí ấy cho cuộc đời này. Nhắc lại ba cơn cám dỗ Đức Giêsu mà chúng ta nghe trong tuần thứ nhất của mùa chay, tất cả những thứ ấy là thứ cám dỗ vô cùng mạnh trong cuộc đời của con người. Và chúng ta không tiếc lời, không tiếc lần để chúng ta chối bỏ lời giao ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa. Và chúng ta chạy đi tìm kiếm những thứ phù phiếm của trần gian. Và đó chính là
nỗi đau khổ của con người. Và đó cũng chính là nỗi ô nhục của những ai phản bội lại giao ước. Chính những điều này, một lần nữa, Ngài mời gọi chúng ta qua tin mừng. Chúng ta hãy tìm kiếm con đường của Thiên Chúa là con đường của sự sống, sự sáng, sự thật và vĩnh cửu. Còn nếu cứ cố gắng để tìm kiếm những thứ thuộc trần gian, danh vọng, tiền tài, quyền lực, tất cả những thứ đó, một khi đã nhắm mắt xuôi tay, không có gì để chúng ta đem đi theo được hết. Và lúc bấy giờ, đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta sẽ trình với Ngài những gì cho cuộc sống của mình. Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải tự truy vấn lại lương tâm, con người và cuộc sống của mình, để chúng ta nhận ra được những gì chúng ta có thể trình bày với Thiên Chúa. Khi chúng ta đối diện trực tiếp với Ngài, chúng ta hiện diện trước mặt Ngài trong cõi đời sau. Và đồng thời, chính khi chúng ta nhận định, nhận ra và tìm kiếm những điều ấy một cách xứng hợp, chúng ta mới có thể làm cho mình, hay ít nhất trên con đường cậy trông vào Đức Kitô, chúng ta mới có thể trình cho Ngài tất cả những điều thiện hảo, để Ngài có thể qua chính những gì mà Ngài đã làm cho nhân thế, cho mỗi người chúng ta mới có thể đón nhận được ơn cứu độ và bước vào trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, khi chúng ta được gắn kết với Thiên Chúa tình yêu, thì niềm vui và sự rạng rỡ của tâm hồn chúng ta sẽ phản chiếu trên khuôn mặt và đời sống chúng ta. Xin Chúa đưa chúng ta vào sự kết hợp với Chúa và dâng lời nguyện xin. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, xin cho các thành phần dân Chúa can đảm làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống khiêm nhường, hiền hòa, đầy lòng mến Chúa, yêu người, để nhiều người thấy được Chúa hiện diện và tỏ mình nơi đời sống chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đưa các ông tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Xin cho các tu sĩ chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên phúc âm, để đời sống họ ngày càng phản ánh hình ảnh Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Hội Thánh tìm được nơi chính giáo hội một câu trả lời thỏa đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc thiện, để ngày càng vững bước trên đường nên thánh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con nghe lời con Chúa để được thông dự vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con ấp ủ trong lòng niềm hy vọng phục sinh khi trung thành bước theo Đức Kitô trên đường thập giá, để ngày càng được biến đổi nên giống con Chúa, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Bye.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xưng đăng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết thì trên núi Thanh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông, nhờ lề luật và các ngôn sư làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mikae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu Thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Như tuần trước con đã thông báo, chúng ta trong thời gian của mùa chay để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ phục sinh sắp tới, giáo xứ có nhiều chương trình phụng vụ cũng như nghi thức. Xin quý ông bà anh chị em vui lòng lấy bản tin của giáo xứ để chúng ta theo dõi chi tiết hơn và đồng thời sắp xếp thời gian để tham dự những nghi thức, những thánh lễ cũng như những sự kiện sắp tới trong giáo xứ chúng ta. Con xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện.